thai có mang tổ sát sanh hay không? Vì sao bác sĩ hỏi có tiêm thai chưa rồi mới chịu phá thai? Nếu có phải nếu chưa có tiêm thai thì phá thai không có tội? Xin thưa với quý vị như thế này, một chúng sanh sở dĩ được gọi là chúng sanh khi họ có thân và có tâm, và khi mà vào ở trong cái tăng đoàn, vào trong cái thai bào ấy, thì yêu cầu nó có ba điều kiện. Thứ nhất là tinh cha, thứ ba là huyết mẹ mà chúng ta gọi là tinh trùng và trứng, hai thứ đó gặp nhau và cái thức tái sanh xuất hiện. Có nghĩa là ngay khi mà quý vị coi khoa học thì biết rồi, cái tinh trùng và cái trứng ai nó chui và nó bắt đầu nó đậu thai, thì khi đó ngay thời điểm đó là đã có chúng sanh rồi. Do đó dù có tiêm thai hay không có tiêm thai đi nữa, đó vẫn tính là chúng sanh. Còn cái chuyện mà bác sĩ mà phá thai thì quý vị cứ xem trong năm năm cái chi phần, năm chi phần của giới không sát sanh, vì bác sĩ này có biết đó là một chúng sanh có sự sống hay không, và đó có phải đó chắc chắn là chúng sanh có sự sống rồi, nhưng mà vị bác sĩ này có biết hay không và có cái ý là muốn chấm dứt mạng sống của nó hay không, và có nỗ sự nỗ lực chấm dứt mạng sống của nó hay không, và đã thực hiện hành động đó thành công hay chưa. Nếu như mà toàn bộ các chi phần đó thỏa mãn thì chắc chắn là vị bác sĩ đó phạm giới sát sanh.